Rồi cũng đã chiều rồi các bạn. Mình sẽ ra quay con tiếp tục con xe cuốc mang cái rào chế siêu khủng luôn các bạn. Đang lộn đất ruộng rồi. Quá tuyệt tại vậy. Đó, mấy xe cải tiến các bạn. Lội ra các bạn ơi. Trời quá. Làm đêm luôn hả? Làm đêm luôn hả? Gào là xong một xe thôi. Dữ lắm. Gào nè, gào đẩy xe. Ồ, xuống đây nữa hả? Gào này múc mấy phê. Hai xe này nhanh lắm. Không phải nghỉ làm mà vô đây phải không? Không phải nghỉ luôn đó hả? Hết đồng rồi. Xe đỏ không có ai hết ta? Xe cuốc đỏ không có ai à? Cuốc Quyện. Quyện hả? Ừ. Nhiều xe này chạy êm à, có ngày chắc được bổn à. Xe nó hư hoài à. Có không có ngày nào mà không có hư. Trung lái gì vậy? Sáu chiếc luôn hả? Năm chiếc rồi. Có xe gì anh múc mấy mấy nhiều tiền. Làm gì hư hoài mà vô vụ này làm không được tức chết luôn. Cái gì chứ từ đầu vụ giờ chạy có ngày nào được trăm chữ đâu. Này có bị ngang có nửa lô các bạn. Nọ nhỏ cái xe. Cái xe ben phải mất đậu hơn sao á. Đây qua cái đường mương nó khó lắm các bạn. Đây mấy xe này không phải như xe bánh xích.
giờ cũng sập tối nữa các bạn, gắn quay clip tiếp theo clip cho các bạn. Tại vì giấc sáng này nắng lắm quay không nổi. Ở hai xe là đầy. Ở cái gào mình nghe 2 mét thôi nha các bạn. Đó, mình có đo tay thử 2 mét. Rồi mình xin kết thúc video nha các bạn, hẹn các bạn những video tiếp theo nha.